lương nè quý vị. Trời ơi con lương nè, uy tín quá luôn á. Lương này là xào lăng nè. Kho nghệ hay gì con? Xào lăng đấy. Xào lăng. Kế bên đó là chắc lử vịt quá. Có phá lấu. Bao tử lưỡi vào trường nè, phá lấu, yeah. Phá lấu này là phá lấu. Phá lấu gì? Ôi trời. Là phá lấu. Đây là một con mực nè quý vị. Sẽ chan miếng nước xoát lên. Quá xá nhiều đồ quý vị ơi. Hôm nay ổng từ có ghé quán cơm của được gọi là quý khách gọi là quán cơm Bà Béo quý vị. Đây thì theo ổng từ có đánh giá là một quán cơm bằng dạng sang á. Đây tổng cộng mình được nhiêu món chị? Hai mấy món nữa chị. Ồ, quá nhiều à. Gọi là những món cá kho quý vị. Kho, món xào. Lúc này cũng đã 10 giờ quý vị. Thì ẩm thực phố lại giờ này đó là quán cũng đã lên những khẩu phần cá kho, thịt kho, cá chiên quý vị. Ôi ôi, ở đây là chắc thịt heo quay kho quá cô. Quay kho trứng. Heo quay kho trứng. Cá chiên. Kho trứng có tàu hũ nữa hả cô? Hũ mà cô để những trái ớt gì nữa quý vị. Ôi ôi. Đây là cá rô là có trứng cá đó nè quý vị. Cá lóc. Cá lóc này là mình làm gì chị? Kho. Kho ha. Ôi ôi cái đầu quá xá rồi. Cái đầu gì là nhiêu tiền một cái chị? 150 một cái. Dạ. Yeah. Có quấn ruột ở trên luôn đó quý vị. Ôi cái đầu này quá bự rồi. Ôi ôi quá đẹp rồi. Đây là một quán cơm phần mà phải nói là phục vụ những món ăn không có thấy rất là ngon quý vị. Từ món cá kho cho đến thịt trứng cá nè. Cái đầu là mình đi theo là mấy cái trứng gì chị? Cái đầu riêng. Trứng là mình bán riêng ha. Ôi ôi. Nhìn một cái là quý vị nè. Đó bụng liền quý vị. Ngon lắm. Quà. Ở đây cá này là cá gì cô? Cá bóng cá. Cái đó là cá bóng cá. Con cá bóng màu bự vậy đó hả con? Ôi ôi. Cá bóng uy tín quý vị ơi. Quá xá. Này là ông tôi khó biết nè. Này là cá he. Cá he là cá đói. Này cá đói ha chị. Ôi ôi. Ôi ôi, cá chiên này có cá sặc. Cá sặc đó quý vị, có trứng luôn nha. Quá nhiều món ngon à. Cô có thể chia sẻ cái giá cho con được không cô? Đây con chưa có nắm giá nè. Như cái món này là gọi là món gì cô? Mắm ruốc. Mắm ruốc hả? Mắm ruốc này là mình bán một phần như là nhiêu? Mắm ruốc nhiêu phần em?
70. Dạ. Cái phần giá này chắc chút xíu nữa ẩm tôi có sẽ quay lúc cô bán ấy vậy. Cập nhật sẽ rõ hơn cô ha. Tại vì lúc bán á khẩu phần ra luôn á. Mình mới biết được 70 ngàn là cô bán như thế nào. Chứ bây giờ thì nói không mà nhiều khi quý vị sẽ nói là cái giá nó cao. Nhưng mà sự thật đó là đồ ăn là cô bán rất là uy tín và có thể nói là rất là nhiều á. Nên cái khẩu phần ăn á thì cái giá nó có thể là nó chênh lệch so với mặt bằng chung chút xíu. Tại vì ở đây là đồ ăn là cô sẽ lựa những cái đồ gọi là rất là ngon. Quý vị nhìn con cá rô nè. Ôi ôi. Con cá rô này chắc cũng có 500 gram đó con. Dạ. Dạ, ôi ôi. Dạ, có thịt thêm nữa hả con? Ở quê con thì cá rô ta kho gì nó có tép mỡ. Ở đây cô kèm thịt luôn. Lâu lâu ẩm thực phố đi lên Sài Gòn ấy bị. Ôi, toàn là món ngon không. Hôm nay là chính mắt được nhìn thấy quán cơm phần của gọi là mệnh danh là cơm phần nhà giàu quý vị. Toàn là món ngon phục vụ cho lượng khách gọi là dạng sang quý vị. Theo ẩm thực phố đánh giá là như vậy. Thôi ẩm thực phố sẽ chờ đợi để chút xíu nữa quý vị, khách đông để giới thiệu cho quý vị cập nhật rõ hơn về cái giá cũng như là cái khẩu phần bán ở tại quán cơm phần của bà Béo. Địa chỉ ở đây là tại số 138 đường Võ Văn Tần quý vị, phường Võ Thị Sáu, quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đồ ăn là ra hết trơn đó hả cô, còn đồ xào nữa cô ha. Đây nè, đồ xào là cũng nhiều loại lắm nha. Ôi ôi, con thấy mực ở trong đây. Xào cà chua nữa quý vị. Dạ, lòng heo với heo quay nữa quý vị. Ôi, cái món này, cái món mực này hấp dẫn lắm quý vị. Cá chiên thì thấy có cá chơi, cá chả. Cá chả này là chả khát lát hả con? Chả khát lát, cá thu. Với cá thu. Dạ. Cá chiên thì cũng tính ra là cũng cỡ gần 10 loại đó. Rồi cái mâm này 3 loại, 4 loại. Cá he là 4 nè. Cá sặc 5. Dưới bên kia con cá đó là chưa cô nói con cá gì? Cá mó. Cá mó hả? Nấu đều đâu, đồng cái gì có tiêu. Cá rô có tiêu. Cá rô bự con xoài nó quý, thịt rau sống không sàn. Cá rô, cá thu, cá đu. Cá rô. Cá rô. Cần cá rô ạ. Những cơm ở đây thì áp rất là nhiều quý vị. Hôm nay cũng đầu buổi bán nè. Cô sẽ cập nhật cũng như là số lượng khách hàng của quán đây quý vị xem nha, rất là đông. Đa số là lượng khách phải nói là khách hàng vàng sang không quý vị. Đây thì áp gáp mua cũng rất là nhiều. Ở Sài Gòn thường sẽ khách hàng ăn sẽ đặt trên app thôi vậy. Yeah. Oh. Cho heo là mình mới vừa quay luôn hả con? Cái mối. Dạ. Có trưa mới có mà lại mới có. Dạ, dùng luôn á.
là nhiều món ấy. Đầu của bán thì bắt đầu sẽ lên hết món. Kế bên cô là có là đó là lòng hấp hả cô? Không, lòng luộc. Lòng luộc. Tử, lưỡi heo với dừa trường, thịt luộc. Dạ. Đó là lòng. Đó là dừa trường đó. Đây thì 11 giờ là đầu của bán thì sẽ là những món lên đủ gì nữa quý vị, rất là nhiều món. Đây là mực dồn nữa hả con? Mực dồi thịt á. Dồi thịt. Đây là mình bán con hay sao con? Con phần tan dĩa luôn. Một mực dồn, một bánh chưng, một đủ chất gà, hai giá xào. Con gì lại nhiêu tiền? Ba hộp cơm. Tùy theo lớn nhỏ. Dạ. Con lớn thì 170, con nhỏ 150, con có. Dạ. Đậu hũ. Dạ. Một mực dồn. Đây. Con gì là nhiêu con? Con nhỏ này 150. 150 con. Mực dồn thịt không con? À, một phần nó thì có hơn nữa con thì 80. Cái này là gọi là làm gì con? Dồn thịt cô ti á. Dồn thịt cô ti là mình làm tẹo lại đó. Dạ. Nào chan nước đi tiêu. Cái vị. Ôi rất là độc luôn. Là tà hủ dồn thịt sốt cà ấy vậy. Một phần như là nhiêu cơ? Hai miếng. 60. Dạ. Và mình có đậu xào heo luôn đúng không cô? Dạ. Đó là xong. Ui, đây là mắm chưng quý vị. Và cô chưng là có một cái trứng cút. Hấp dẫn quá. Hột vịt muối, xin lỗi. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi. Lộn. Đây là trứng hột vịt muối. Trời mẹ ơi. Đây là phần đầu tiên đó. Đây nè, người nhìn nè. Đó có em tặng một bài vậy đó. Dạ. Đó có 60. Phần là 60.000. Dạ. Ở đây một phần ghé nhất là nhiêu tiền cô? Chắc cũng tầm 60 là ghé. Còn mắc nhất là khoảng nhiêu con? Mắc nhất là đó, cơm này là tới 100 mấy thôi, còn kia thì 90, 90 mấy vậy đó, tùy theo. 80. 3 hộp cơm sườn. Khách ăn là cứ điện thoại cho anh chủ. Sườn nướng hay sườn gam? Sườn nướng hay sườn gam? À, sườn gam là sườn gam. Cái gì? Đúng rồi, rồi. Nay phải mở luôn 2 bịch canh thôi, đúng không? Đây là cách chọn sườn gà. Ở bên hai cái đỏ đúng không? Đâu bây giờ tao phải mở. Rồi. Này. Đây là một phần sườn gà cô ha. Sườn gà gì là 60 được hả con? 70. Này là 70. Ôi, sườn gam lúc giờ cơm là sẽ rồi lòng hay không lấy lưỡi nha cũng áp lại mua rất là nhiều luôn mấy vị. Đây là một phần cơm lòng nè, lòng này mình luộc thôi ha, phần gì ăn mắm cơm, cà pháo mắm cơm. Dạ, như cà pháo mắm cơm. Lòng gì là nãy là nhiêu phần cô? 80. Dạ. Kế bên là sườn cây hả con? Sườn nướng là ba gọi muối chiên nè. Dạ, sườn nướng với ba gọi muối chiên. Đấy vậy. Ở dưới thì thấy có cô có để là hành đó. Hành bỏ lên cho đẹp. Dạ. Ta thích ăn. Mọi người ta thích ăn á. Dạ. Tôm hôm nay con thấy làm hết hả con ha? À, bữa nay không có tôm. Dạ. Bữa nào có được làm riêng gì nữa luôn, bữa nay không có. Dạ. Cái phần làm này là cũng tùy theo cái buổi chợ có nhiều thì mình làm nhiều cô ha. Có món nào là người ăn được á. Dạ. Bộ món cũng như có món mối, lấy mối mà. Dạ. Cái nào có thì người ta mới đưa.
Tổng cộng ở đây được khoảng bao nhiêu món, cô nhớ hết không cô? Dạ. Dạ. Ở đây con thấy là cũng có 30 món á. Nội có sườn chiên nè. Rồi ở đây là có lòng luộc, rồi đây là mực xào chua ngọt. Một phần như là nhiêu cô? Phần mực 80. Rồi thịt heo quay, rồi mắm chân, cá chiên, đủ loại đi. Ở bên đây là lươn, cá kho. Này phải nói là một quán cơm mà phục vụ cho những thực khách dạng sang quý vị. Đồ ăn chất lượng uy tín. Của cô này là một cá hú với lộ một cá món hộp cơm anh Sơn ơi. Đây là không gian ngoài quán quý vị. Đây là khách chọn cái đầu luôn hả cô? Cô chọn cái đầu luôn. Wow, cái đầu quá xá bự nè quý vị. Ôi ôi. Trứng có chưa? Dạ trứng rồi. Muốn kiêng thì muốn kiêng thì 150. Cái đầu là 150 quý vị. Trứng hả? Cô mua một phần trứng là 80 đó cô. Dạ. Có trứng là một phần trứng 80. Trứng là 80.000 quý vị. Là 230 cả. Đầu với trứng là 230, đây là 80.000 phần trứng. Khách mua cái đầu thêm một phần trứng đấy vị, quá xá. Quý khách mà lại đây là không biết đường chọn luôn đó. Đây ẩm thực phố đếm là cũng cỡ gần 40 món đó quý vị. Khách chọn cá he. Có hè chiên ăn với nước mắm á quý vị. Có thể là mình ăn với xoài bầm hay là mình ăn với gọi là rau. Đây quý vị, rất là nhiều món. Này bị tróng ngợp. Măng xào hết chứ. Măng xào ăn với cá bóng quý vị. Ồ, cá bóng nhỏ vậy nè. Kho tiêu. Chỉ sẽ chan thêm miếng nước. Cái khẩu phần này là bao nhiêu tiền chị? 70. Dạ. Xin 60.000 là ít nhất. Dạ, 60.000 là rẻ nhất anh ha. Đúng rồi. Ít nhất là 60. Giới thiệu với quý vị, đây là anh chủ quán cơm của cơm là để là bà béo là thương hiệu của bác nhà ha. Dạ. Dạ. cho em hỏi anh chút xíu là dạ. Ở ngại chia sẻ quý vị. Khách ở đây phải nói là đi xe bốn bánh lại không có được.
canh chua lá gian, rau đai với lại canh bí đỏ. Canh khô rau đai hả chị? Cách gọi 3 món hả chị? Trên bàn nó là sẽ có chuối, với cách ăn chuối là sẽ có chuối. Thì cách chọn là mắm, thịt kho, hay là tôm phằng. Đây là cách gọi nửa con. Đây có một miếng hành chăm, một miếng nước này chắc thịt bọt quá. Tiếp tục là thịt kho chú cúc quý vị. Thịt kho này có thể mình ăn với măng hoặc là rau luộc. Đó là chung phần phải không chị? Không, kêu thêm á. Kêu thêm á hả? Măng thêm là nhiêu tiền? 10 ngàn. Dạ. 10 ngàn 20 vậy. Như rau thêm vậy. Rau thêm này là nhiêu chị? Cũng vậy. Dạ. Cũng 10 ngàn 20 vậy ha. Để canh bí đỏ hoài đi. Nói chung ở quê ẩm thực phố thì rau thường thường những quán cơm bao rau, nhưng mà ở Sài Gòn ở trung tâm á, thì có thể nói là giật giá nó hơi cao. Những cổ phần á, thì chủ quán sẽ phân ra và bán lại. Cũng như là quán ở đây thì cho thấy là những đồ ăn là hột về lựa hàng tiễn quý vị, những cái đồ mà ngon nhất để phục vụ cho khách hàng, một tiệc khách hàng dạng sang. Sự thật quý vị là khi mà vào quán đây thì quý vị đã thấy những khách hàng là những khách hàng dạng sang không ạ. Như những một phần cơm của anh chị bên đây á, nếu ẩm không cố đó không lầm á, là dao động khoảng chừng 300 ngàn quý vị, 300 mấy chục ngàn. Tại vì một con mực dòm thôi là đã 150 rồi, mắm là đã 60 rồi, tà hủ thì cũng 60 nữa đó. Ẩm thực phố đón thôi nha quý vị, là 120, 150 là 270, với thịt kho nữa, chiên cút nữa là 300 mấy đó. Kèm theo đó là có một tô canh nữa quý vị. Đây thì anh chủ quán anh làm cảm nhận như là gọi là anh nêm rất là sắc sảo từng ngón luôn. Lúc này thì lượng khách đông lắm quý vị. Đây là không gian ngoài quán. Mình lên nhiêu đây là hết là nghỉ đó không cô? Nhiêu đây là hết luôn đó không cô? Thường khung giờ bán mấy giờ là sẽ có món cô? Dạ, khoảng 10 giờ bán khoảng mấy giờ là sẽ thường thường là sẽ hết khách cô? 2 giờ rưỡi. Dạ. 2 giờ rưỡi là hết khách. Dạ. Tiếp tục khách lại chọn một con mực quý vị. Có cá này, nhiều cá này, cá này. Cá sạc cá này, nó bóng chín. Chờ xíu. Không, em có vô đây có người.
con 1 kg là dao động khoảng 150.000 quý vị. Anh có đồ cá không? Cho ba em cứ gọi trước đi rồi chị làm cho. Không có đồ chay nha. Ồ, bắt chọn luôn. Cái đồ chai này nói là gì được chị? Không, đỡ cái khác là phải bù tiền. Cái đó là gì con? Không quốc hả con? Trời ơi. Một phần là rất là nhiều luôn á. Phần nó nhiều sao, con. Sao đúng chị? Ờ, bởi em bù thêm á em. Bù thêm nhiêu chị? Cái đó nhiều rồi chị mượn coi cái máy chứ chị đâu có biết nó bù thêm. 40 á. Này áp đặt rất là nhiều luôn. Không sao bù thêm nhiêu. Không, nó bán vô phần của nó là 65 như vậy rồi. Rồi cho ba hộp cơm bịch canh rau đai. Anh thật cháu rồi. Sợ ôm là vô là anh cho đi hết. Anh nói giá cho nó đi hết. Ta không biết hay gì chủ nó cho nói nè. Dạ, tại vì mình ở đây là cái lượng khách đa số là khách công sở, khách có tiền thôi chứ khách mà lao động thì khó vô đây. Làm hồ được nhiêu tiền, 300 mấy, 400 ngàn vô ăn cơm, 100 mấy rồi tiền là chịu nổi. Nhiều khi ta không biết hay sao chú? Ta không biết. Dạ. Mà chú cũng nhắc luôn ha chú ha. Nói dạ. Giá cho người ta biết để người ta khỏi vô ăn. Dạ, khỏi bỡ ngỡ ha. Nếu mà ta muốn ăn thì nói giá trước. Nói giá trước, dạ. Ta thích vô ăn. Dạ. Chỉ vô 70 mình phải kêu 900 chén cơm thêm 14 dạ. Ngàn nữa là 9 mấy ngàn vô trà đá ăn nữa chậm chẳng không. Dạ. Anh mới mua về là mấy phần anh? 2 phần. Một phần là bao nhiêu tiền? 70 gì đó tùy đồ ăn hả? Dạ. Hai phần như này mà canh vô là 180. 180, hai phần là cơm. Cơm. Phá lấu. Dạ. Bịch canh 180. Anh từ đâu mà đến quán cơm đi mua? Anh có ghé đi. Bán cơm ngon á nên là người ta ăn người ta thấy là khẩu vị cái bạn. Dạ, từ quận 11 mà anh chạy qua đây anh mua. Dạ, wow. Anh cũng bán lâu đời mà. Dạ. Mua về nhà thưởng thức anh ha. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều nha anh. Đây là 8216 là 260. Còn 160 là 420. Cái giá 2 là 440. Cơm xanh là 500, có suối quay. Giờ 520. Rồi rồi. Mỗi cái đồ hết. Vậy anh với chị ăn là một phần ăn là 520 ngàn đó chị, nói là quá khủng. Ở dưới quê em thì hai người ăn thì khoảng ăn mà ăn nhiều món khoảng 100 ngàn đó chị, trên thành phố là 520 ngàn, mình thấy thì rất là bình thường quý vị. Một người đi một mình đó mà ăn mạnh mạnh chút xíu là ăn 200 ngàn là bình thường. Tại vì ở đây một món là cũng 60 ngàn rồi. Món rẻ nhất là cũng tầm 60 á. Còn rẻ nữa thì chỉ có rau luộc rồi thôi, là 10 20 ngàn thôi. Nhiêu măng thôi. Mà khách rất là chuộng cái món mực dồi. Cá nhiều cá, cá lóc, cá lóc nè, cá cá người đi chị. Cá người ha. Có ăn đồ sạc gì hỏi nữa. Mấy thứ cá người. Quá xá. Cá người như cua bự luôn. Thank you.
quá nhiều quá, không biết chọn cái gì. Cách lựa một con cá sặc. Sặc ăn với xoài mầm. Bên trong là sẽ chan nước mắm lại. Rau măng xào đi. Cách chọn thịt kho trứng, đây là thịt heo quay, quay kho. Rồi tấu lớn đi, tấu đại đi. Rồi chút nó móc đi, từ từ đi. Một phần gì là nhiêu tiền chị? Biết không chị? Biết không? Hỏi nhiều quá cũng làm phiền quán, ẩm thực phố không có hỏi nhiều được. Nhưng mà chắc cũng đón cũng đâu đó cũng trăm mấy hả chị? Cơm thường thì bán trăm mấy. Dạ. Trong sườn cây cắt khúc kìa nè. Sườn cây này mình lạng gì nó dễ cắt cô ha. Cắt ra nó dễ ăn. Dạ. Quá đông rồi. Bây giờ cao điểm luôn á. Cắt cho lại thấy một phần loạn miếng gì đó hả con? Phần là sẽ có tàu hũ luôn này. Tô này một tô cũng một phần cũng trăm mấy đó quý vị. Kể sau là cô có phần gì là nhiêu tiền à? 120 em. Anh nấu với măng à? Đúng rồi, quay kho măng á, quay kho mà thịt gọi là quay kho tàu á, quay kho tàu à. Rồi đây là món này. Đó là thêm miếng đó hả cô? Phần mắm là nãy cô nói nhiêu tiền cô? 60 phải không? 60, còn này có phần nhiều hơn thì 80 thôi. Yeah. Vậy là 80. Đây nè, có lắm chứ. Đó hay quay hai người ở đây. Cái lóc với trứng gì là nhiêu tiền anh? 150. Cái trứng quá bự. Cứ cá là ăn chung á, có thể ăn chung với trứng luôn. Đây tiếp tục khách lại chọn một phần cá lóc trứng nữa nè, có 150 à. Đó là mình ăn được cá lóc và trứng luôn. Còn cái đầu hả chị hả? Nãy hình như là ba cái. Rồi với mấy tô bốn người luôn. Có miếng xài với vịt xài mầm. Đây là thịt heo quay tươi nè, tóc hành luôn á. Cái bầu video của ông Tư Phố đến đây cũng đã dài vì cũng sự thật là đứng đây quay cũng rất là làm phiền quán. Tại vì nhiều món ông Tư Phố muốn hỏi giá hết để cập nhật rõ hơn cho quý vị khi có đi Sài Gòn á. Đó luôn đi anh. Ghé lại địa chỉ 138 Đường Võ Văn Tần,
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cùng thưởng thức một cái quán cơm phần dạng sang. Đây là đúng là dạng sang luôn, dành cho những người gọi là khách văn phòng, người có tiền. Thưởng thức nổi một phần cơm mà có thể nói là dao động lên đến khoảng 500 ngàn là chuyện bình thường. Ẩm thực phố xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đồng hành với tối nay.